Mẹ à, em về chơi. Đã khỏe không em? Em vẫn khỏe, vẫn bình thường đều đều. Nhìn có cao thế. Nhìn già già thế. Dạo này em đang toàn đi rừng mà. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Sinh, hiện tại đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Viettel, cũng như là tức là đội trưởng của đội U19 của Việt Nam. Thì hôm nay rất vui em ấy về thăm chỗ trung tâm của anh em mình. Xin chào các bạn nhé. Bạn, lâu lắm mình mới về thăm quê. Nghe mọi người nói thì có ông anh tôi đây làm bên trung tâm chăm sóc động vật miền Bắc. Hôm nay nhân dịp tôi về quê thì tôi có ghé qua thăm anh và thăm trung tâm của anh luôn. Vậy thì bây giờ anh mời Sinh cũng như mời tất cả mọi người mình sang bờ đập bên kia. Thì anh em mình sẽ sang bên kia vừa nghỉ ngơi cũng như thăm trung tâm của anh nhá. Đây lên anh em mình đi bè à? Sang bên kia. Chơi nhá. Chờ anh tí, anh đi ra ngoài này tí nhá. Để... Đấy nhá, để anh đi chuẩn bị nước thôi. Okay, nhá. Ok anh. Em chơi với chó tí.
em về bọn anh thì cũng không có gì cả em ạ. Xây nhà lá vườn thôi. Em mày trông nhá, anh em mình ra ngoài này uống nước đi. Đợi chín thì anh em làm gì? Đừng để cháy nhá mày nhá. Anh em tôi nướng chín rồi các bác ạ. Nãy giờ nướng mất gần tiếng đồng hồ. Thì hôm nay chú về cho anh chơi thì anh hai anh em anh cũng chả có gì cả. Cái này cây nhà lá vườn thôi. Thì anh em mình ngồi uống với nhau một hai ly cả. Đây. Anh em mình nói chuyện thôi nhỉ. Đây, còn mày rót ra đi. Cho hôm nay cho uống cái chén á, đặc biệt. Đây, nước lọc à? Nước. Anh em mình mời nhau thôi nhỉ, chưa muộn rồi. Mời tất cả mọi người nhá, cùng với anh em mình nhá. Cảm ơn mọi người nhá. À, thật các bác. Cho anh nhổ ra đấy. Ông cái này là ông tục các bạn. Này là cho công thủy địa cho các cụ. Nếu có người rót mà nên là ông chỉ nhổ một số thôi. À, vâng, mời tất cả các bác nhá. Các bác nhá. Cái lá này là lá trâu em này, mình cuốn với cả thịt này, bỏ xương ra cho anh em. Đây ở chỗ em gọi cái này là lá này là trâu các bạn, lá này nó rất bùi, dừa ngựa chứ cho ăn. Đấy, thì mình cuốn với thịt ăn rất ngon các bác ơi. Thường thì cuốn với các loại thịt nướng này vậy hay là thịt chua ấy các bạn, ăn rất ngon luôn. Đi. Đi. Đó đi mày. Ôi nghịch chó mày. Ăn đi em. Đấy. Làm hẳn cái đùi đi. Rồi anh ké cho. Chào ba quá. Chào ba nha. Em bảo hôm nay có chú Sinh về thăm quê là vào giao lưu với anh em nhỉ. Đây đây, anh em cùng ngồi đi. Ngồi thế hôm nay đây. Ngồi đây. Khổ quá, thèm nữa rồi. Lúc nào cũng phải mang cái này theo người. Dậy đi lấy mấy cái chén nữa đi. Đấy, giờ có cả ngon quá nhỉ. Em Sinh với cả bây giờ lại có cả hai anh em cầm tay cái anh em rồi đến thăm anh em nữa. Đấy, bác ngồi đi. Đấy, bác có cái gì đấy cho em thử cái. Ui, cái này đỉnh cao đấy. Em làm ngay một cái. Nãy giờ thì phong tục đấy, mình phải làm cái của mình này cơ. Nãy giờ thì nướng em ở em nướng cái này mà thì hồng thèm quá bác ạ. Cái cá gì to đấy. Đây cá ngừ anh ạ. Cá ngừ à? Đây cá ngừ, còn cái này là con chim. Đấy thì hôm nay có em Sinh em về thì cây nhà lá vườn anh ạ, chả có gì cả. Bẫy được con chim này to đấy. Đấy em bẫy được ngoài cái đồi cháy mà có gì đâu thì thôi đi đây
mời các bác đi. Mời anh em đi. Bạn thấy ly đây mà. Đây đây. Bác làm trước đi, đợi tí thằng cu em nó lấy chén ra. Đấy, anh em làm trước sức khỏe nhá. Vâng ạ. Bạn nhá. Mời bác. Đấy ông ơi, đây các bác đây, cái này lá trâu nha bác nhá, không phải lá bò đâu. Đây lá trâu mọi người quấn với thịt này ăn này. Chấm. Là này có lấy hạt dổi nhá bác nhá. Đấy, ngay cái đùi này nó sướng. Đây là ngay cái đùi đi em làm ngay cái đùi thử. Cái gà mình em nào. Em ở ngoài Hà Nội chắc thì mấy khi được ăn gà mình này, ngoài kia toàn gà công nghiệp đi. Chỉ ăn lần này. Lá này là thơm lắm này. Lá này thơm với cả là nó bùi lắm. À, ở hết quanh khu này có mỗi trong chỗ em có thôi, chỗ khác không có đâu. Em phải chai nào. Chai mình quỳ luôn rồi thì còn xin cái chai. Mày giọt mang đi. Ngồi xuống đi, đàng hoàng vào. À, mời anh em mình đồng khởi cái nhỉ. Sức khỏe người nhá. Nói chung cho em thì lúc nào cũng phát triển công nghiệp bóng đá của mình nhá. Lúc nào có dịp về thì cứ vào đây chơi với anh. Đấy. Anh thì sống như thế này rồi em ạ. Tiếp theo là anh cứu được tuyệt vời. Em chế cái gì nó cũng ok hết bác ạ. Mày yên tâm đi. Đúng là bản sắc dân tộc. Chỗ mình cũng bản sắc các bạn. Uống mà cái này thì về thì thôi rồi. Lúc gà của mình sắc hẳn. Gà nhà mình sắc hẳn gà nhiều luôn. À, anh em đồng khởi ấy nhỉ. Lúc này anh em mình dô cái cho nó vui nhỉ. Được. Được. Anh em dô cái khi thế nào. 2 3 dô 2 3 dô 2 3 uống. Bao nhiêu? Hết. Xuống. Tuyệt vời luôn. Quá. Quét cho lỗ. Nghe ra đi quét lại cho nó. Ở đây. Ở đây bắt vui lắm. Thôi anh em dùng tự nhiên đi. Cá ngon. Ngon mà cá này nướng thì thơm lắm. Nó cũng không khô lắm nhưng mà mình đừng nướng khô quá đúng không bác. Đấy mình nướng vừa. Nó cũng không ướt. Em ơi lại rót đi. Làm cho liên tục rồi. Anh em cho em nào mời cầu thủ nhá. Anh em mình hôm nay test thể lực cho cầu thủ luôn. Đấy. Cả mấy khi anh em gặp thì các bạn hôm nay anh em mình sẽ công khai luôn là test thể lực cầu thủ này luôn các bạn. Để xem cầu thủ có hơn anh em bốc vác ở nhà không? Sức khỏe như thế nào nhá. Mình mời cầu thủ một ly nhỉ. Lâu ngày quá hôm nay về thăm quê được bên giao lưu với anh em ở trên này nữa, được ly rượu này cũng khỏe nhé.
tập luyện thi đấu tốt nhá. Chém chân co đâu rồi? Em mới tập luyện chén nhá. Đấy nhá, mình giao lưu chén. Lâu ngày chúc sức khỏe nhá. Lâu ngày. Xin phép các bác với các anh nhá. Xin các anh nhá. Cùng với đồng chí. Tôi là một mình các bác. Nên tôi mời các bác đi. Một mình tôi mời tất cả các bác. Đấy. Anh em cứ mời riêng hết để một mình tôi này là không ổn rồi. Những thanh niên thèm rượu. Uống người ta có lý do, người ta mời nhau, người ta uống. Ở đây mời tất cả các bác luôn. Mời cameraman. Mời anh cameraman luôn. Xin lỗi tôi không cầm chén được. Em đã chuẩn bị sẵn cho anh cameraman một chén. Hết sảy luôn. Là nó uống cái chén đấy là tích phun to rồi. Đấy. Rồi. Đấy đến lượt chú nào đi thì mời mời ai thì mời đi. Anh em sầu riêng một tí đi. Bò chắc mày biết của em đúng không? Hai anh em mày năm nay bao tuổi nhỉ? Mười mấy nhỉ? 18 à. 18 thế mày là em rồi. Đây em nó 19 cơ mà. Đấy. Mình... Đấy. Em thôi, nó em thôi. Để với anh em thì thằng em em chó ấy, trung niềm đam mê. Nãy thấy hai anh em nói chuyện nhé, bảo chú định bế cái gì về không được đâu. Thôi để xem sức khỏe nó như thế nào thì cứ bế về thôi. Nếu cảm thấy ok thì bế được nhá. Chú tính thì nhá. Hôm nào mà chú thì bây giờ còn đang tập luyện ở ngoài kia thì có thời gian ấy, có thời gian chăm sóc rồi là nuôi dưỡng ấy thì anh sẽ trở lại với chú. Đấy, một hai em chăm sóc nuôi dưỡng cũng được đam mê. Đấy, xong, bây giờ chú còn vừa thi đấu vừa tập luyện nữa thì có thời gian thì bây giờ cứ để anh chăm sóc đã. Đấy, mai kia nó lớn lên rồi, mai kia nó anh phát triển được nó để nó kiểu nữa thì ok ngay, ok. Anh em mời tất cả các bác nhá. Anh em mình bây giờ cũng chưa nắng rồi, anh em mình xin phép dùng bữa bây giờ thì anh em mình xin phép dùng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ anh em mình nhá. Mọi người thấy hay thì cho anh em mình xin một like, một chia sẻ nha các bác nhá. Hẹn gặp các bác ở video sau nha. Hẹn gặp lại mọi người nhá. Nào mời tất cả mọi người nhá. Test sức khỏe em đã. Hôm nay nhà mình sẽ test thể lực của cầu thủ này luôn các bạn nhá. Làm em.